Thưa quý vị, ngày hôm nay bước sang ngày thứ hai và cũng là ngày cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Nếu như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh than phiền về môn thi toán dài và khó, thì tại Hà Nội, đề thi môn tiếng Anh và lịch sử được đa số các thí sinh đánh giá là vừa sức và dự kiến rất nhiều điểm 8 và điểm 9. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bước ra khỏi điểm thi, nhiều thí sinh đã lo lắng khi đề toán năm nay khó, câu số 3 và 6 theo nhiều em là câu mất điểm trong đề thi toán năm nay. Đánh giá chung, học sinh đạt trung bình phổ điểm từ 6 đến 7,5. Học sinh có kỹ năng tính toán tốt có thể đạt từ 8 đến 9 điểm và điểm 10 sẽ rất hiếm. Trong khi đó tại Hà Nội, sáng nay các thí sinh thi hai môn là tiếng Anh và lịch sử. Để thi tiếng Anh được các thí sinh nhận xét là rất dễ. Đối với học sinh khá giỏi chỉ mất từ 25 đến 30 phút để làm bài và điểm 90 sẽ nhiều. Lịch sử, môn cuối cùng trong 4 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội. Các thí sinh cho biết khá bất ngờ vì đề thi sử về cơ bản ở mức tương đối dễ, với kiến thức chỉ ở mức vận dụng. Nếu chăm chỉ có thể đạt được 8 điểm trở lên. Lịch sử là môn thi được chọn ngẫu nhiên theo hình thức bốc thăm. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục áp dụng phương pháp này đối với kỳ thi vào lớp 10.